Đây là một buổi thăm trại giam Hỏa Lò của Ủy ban Quốc tế Kiểm soát và Giám sát Việc thi hành Hiệp định Paris. Thành viên gồm các sĩ quan đến từ 4 quốc gia là Indonesia, Canada, Ba Lan và Hungary. Buổi làm việc này là để chuẩn bị cho việc trao trả tù binh vào năm 1973. Với tất cả mọi người thì nhà tù Hỏa Lò là một địa điểm nổi tiếng. Từ năm 1970, nơi đây tập trung hầu hết các phi công Mỹ bị bắn rơi ở miền Bắc. Không được gặp những tù binh phi công, nhưng đoàn khách được cung cấp những thông tin về cuộc sống của họ trong trại giam. Thực tế cho thấy những phi công Mỹ đang được giam giữ trong điều kiện tốt. Đây là một ví dụ, sân chơi bóng rổ. Các tù binh phi công được chơi thể thao hàng ngày. Không những thế, họ còn được lao động, tăng gia và nấu ăn theo ý muốn của mình. Mức ăn của phi công Mỹ thời ấy là 7 đồng một ngày, tương đương với sĩ quan cấp tá trong quân đội nhân dân Việt Nam. Lực lượng bộ đội canh gác tù binh chủ yếu là các chiến sĩ. Sĩ quan nếu có cũng chỉ thông thường là cấp úy với mức ăn khiêm tốn hơn. Bếp ăn ngay gần cửa sổ giam giữ tù binh phi công. Hàng ngày được chứng kiến bữa ăn đạm bạc của chính những người đang giam giữ mình so lại với những gì đang được hưởng. Những phi công Mỹ đã thay đổi thái độ một cách tích cực. Với các phi công Mỹ mà bị bắt Hỏa Lò, cái đầu tiên là tôi thấy rằng là họ có trình độ văn hóa rất cao, thì đều có học vấn là cử nhân, thậm chí có người là thạc sĩ. Họ cử nhân nhiều trình độ khác nhau, có người là kỹ sư, có người là cử nhân về ngành lịch sử, khảo cổ, rồi xã hội học, trong đó có cả những người là thạc sĩ. Và chính nhờ trình độ văn hóa rất tốt đó, họ có những nhận thức rất nhanh, hiểu biết về Việt Nam rất nhanh. Đại tá không quân Hoa Kỳ Lee Ellis từng là một tù nhân tại Hỏa Lò. Ông bị bắn hạ khi lái máy bay F-4 trên bầu trời miền Bắc vào tháng 7 năm 1967. Khi đó Ellis là đại úy. Được trao trả vào tháng 3 năm 1973, viên phi công này có gần 2.000 ngày bị giam giữ. Những ghi nhận trong khoảng thời gian ở Hỏa Lò được ông lưu giữ khá chi tiết. Chúng tôi ăn canh hoặc bánh mì hoặc cơm hai lần một ngày. Thực phẩm hồi đó rất khan hiếm, ngay cả với những người đang giam giữ chúng tôi. Nhưng chúng tôi vẫn có súp, 3 tháng là súp bí ngô, rồi lại 3 tháng là súp bắp cải. Chúng tôi luôn vui, giống như những cậu bé nhà quê trốn được vé tàu từ Long Island lên New York. Tất cả những phi công Mỹ mà khi mình bắt vào điều Hỏa Lò thì đều được đối xử rất nhân đạo. Họ được cung cấp đầy đủ lương thực này, thuốc men này, thậm chí là thuốc lá, họ còn được những cái khẩu phần mà còn cao hơn bộ đội chúng tôi hồi đó. Thí dụ như là sĩ quan bọn tôi hồi đó thì chỉ được độ 4 bao thuốc lá, như họ được cả một tút, ví dụ đối với những người mà nghiện thuốc lá. Ngay từ khi bắt những phi công Mỹ đầu tiên năm 1965, Việt Nam đã có chính sách quản lý đặc biệt dành cho lực lượng này. Đây là một buổi đi xem triển lãm về những gì đang diễn ra bên kia vĩ tuyến 17, nơi đồng đội và đồng minh của họ đang quản lý. Những trang phục cấp cho tù binh phi công như thế này thời đó là thứ mơ ước của nhiều cán bộ. Vào những dịp lễ Tết hay ngày kỷ niệm đặc biệt, tù binh phi công còn được tổ chức đi tham quan ngoài trại giam tới một số danh lam thắng cảnh ở Hà Nội. Chính những phi công Mỹ này về sau đã nhận xét hiếm có tù binh ở đâu lại được đãi ngộ đặc biệt như vậy. Trong hơn 500 tù binh phi công bị giam giữ ở miền Bắc, chưa có trường hợp nào bị tử vong sau khi bị bắt. Các tài liệu cũng chỉ ghi nhận 5 vụ trốn trại nhưng không thành công của các phi công. Ở miền Bắc, họ đã bị bắn rơi, được trông coi kỹ lưỡng và được trao trả tử tế vào năm 1973.